lần thua. Ôi trời ơi tên bạn nó qua cướp kìa. Trời ơi, thấy chưa, tâm linh tôi đã đoán đúng rồi mọi người. Trời ơi, anh em qua cướp này, đây bổ này. Rồi nhá. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Đó, anh em coi clip tôi nhớ đừng quên cho tôi xin một like và số ủng hộ kênh tôi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Đó, mới đầu game thôi mà thấy Ryuma đã chat một câu là xin một lần thua rồi. Ok thì trận này tôi sẽ cho Ryuma bạn thấy là trận thua như thế nào nha. Rồi, bây giờ thì di chuyển qua con bộ đỏ nha. Đấy mọi người thấy chưa? Tâm linh của tôi đúng vãi cả trưởng là cái lần nào mà tôi qua ăn con bùa bên đường rồng chứ là tôi kiểu gì tôi nghĩ mà nó sẽ một là qua cướp rừng, hai là qua phá bùa. Đó. Rồi, bây giờ thì lượm nhẹ con quái nhỏ này và di chuyển đây. Top. Rồi, đánh đi. Có chiêu lướt ấy nó. Ui, không có hết chiêu lướt rồi à. Rồi xong. Thôi bỏ nha mọi người, bỏ nha. Trời ơi, hết chiêu lướt rồi. Rồi, bây giờ thì qua lượng quái ở đây nhé, rồi nhanh thủ rồi di chuyển qua sau. Nói chung là lỡ đi xuống đây rồi thì phải farm thôi chứ mọi người đi điều vòng tốn một đống thời gian chả làm cái gì. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên ăn quái nhỏ nha. Đó, để tôi soạn chứ tôi soạn cái kiếm Muramasa đã. Đấy, mọi người tôi thấy build đồ này là ổn này. Mặc dù nó bị nói chung là sao ta? Để tôi tính thôi, 10%. Đúng rồi, build đồ nó ổn mà, bởi vì mọi người ăn blue thì mọi người vẫn đủ 40% mỗi chiêu thôi. Đó, nên là nó còn mặt dù làm build đồ này nó sẽ to nữa nha mọi người. Nên là tôi thấy build đồ này tầm này build đồ này nó sẽ khỏe nha. Đó, không cần phải nâng cái rìu đâu. Cái rìu nó sẽ trâu tí nhưng mà thôi, đam to xíu đúng không? Chơi game con chơi sát thủ mà, sát thủ đam phải to tí chơi mới sướng chứ đúng không? Rồi, bây giờ thì tiến ăn tà hần này. Này ăn con rồng chứ. Rồi, đây chương chị. Rồi lượm nhá. Rồi giết con Booter nè. Ui chém. Ui Booter trâu thế. Ui hay quá. Elsu trận này ngắm hay mọi người ơi. Họ phá nó sỏ gần vì tí đó. Trời ơi phá nó thế mà không combo chết được con Booter mọi người, nó còn tí xíu máu à. Nó đánh nó chết tôi cái là hồi cục máu, tưởng phá nó combo chết được con Booter thì đẹp luôn rồi. Rồi ok nhưng không sao nhá, xem tôi vẫn cứ con rồng nhá mọi người. Rồi bây giờ đi chuyển lên lượm con bùa đỏ xong rồi di chuyển qua ăn con blue nhá. Đó, khả năng nghe đem bạn ăn con tà hần khá là cao nhá, nhưng mà thôi kệ đi, từ đã, nói chung là nói chung là đến đâu rồi tính. Rồi bây giờ thì di chuyển đây. Nói chung là top cứ đứng đó trách con tà hần nha. Rồi nó này rồi từ từ nha, nói chiều chưa, nó chiều chưa nó bay đợi đưa ma xuống. Rồi, chém này, ulti này, vô lộn, rồi xong, lượm nha, tin mạng. Rồi, khả năng thì ui, có Booter đây mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì biết ăn, trên thủ ăn con tà hẳn biết ăn kiếm đá. Đợi Booter vô đấy. Nhãn Booter này có hai đợt tả nó trâu mọi người, kiểu nó hộp nó bút máu ghê lắm. Rồi, nè, lượm mẹ ngoài thần này. Rồi nha, đã sắp chết rồi nha. Rồi, ok, xin, ui dồi, hết tu 2 lần chứ. Rồi, ok nha, xin nha. Rồi. Ui, đánh luôn. Rồi, chém đi. Ui, nó khỏe đấy. Thôi. Ôi, thôi. Chém đi thì chết. Trời mọi người thấy chưa? Vãi cả trưởng nó cần 2 luôn mọi người. Tôi với ta chỉ đánh không mất miếng máu luôn á. Vãi cả. Trời, Booter nó trâu, trong khi nó còn nâng cái đồi rừng đam nữa chứ. Nè thật, ui Booter nó trâu quá, sợ thật. Ôi, hai đứa đánh không mất tí máu luôn. Kiểu nó có cái nội tại mọi người là chưa biết nha, không nhất thiết phải giết người đâu, bởi vì ulti của nó nếu mà mọi người không giết được nó trong thời gian nó ulti, nó sẽ có một cái khoảng thời gian mà nó sẽ được hồi một cục máu đó, nên nó sẽ trâu ở đó nha, mà ulti 2 lần nó được hồi 2 lần máu thôi. Rồi bây giờ thì ăn con blue xong rồi di chuyển tới nha, để tôi xem coi. Chắc là tôi nghĩ phần này tôi sẽ canh boss rồi. Thế không có nha, thôi rồi bộ này đánh nhẹ hơn rồi tôi sẽ di chuyển đi về ăn con bùa đỏ nhá. Đây, rồi cứ cấu đi, cấu hết. Ôi. Sorry mày bán heo. Ê, may mắn còn đến mày rồi, may mắn đến với tao. Trời ơi, mình còn cấm máu. Hên thật sự chứ. Ui vãi, cả trưởng này Booter đình cho bộ sẵn rồi hết hồn. Trời ơi. Rồi. Ok, nói chung là tôi vẫn còn sống mà Booter đã chết và thì con bên heo đó mọi người. Rồi, bây giờ thì ăn con bò đỏ xong rồi di chuyển dần xuống lên top mọi người, ép con Ryuma nhé. Đấy, đường trên của tôi thì khá là khỏe rồi. Elsu với Gidu có vẻ là cặp bài này khá là bá nha. Nói chuyện này Elsu ngắm hay mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì soạn đồ cái rồi qua ba đứa ép thằng Ryuma nhá. Thằng Ryuma mà không về là pha này chết chắc nha. không phải là auto chết. Rồi đây, cứ đánh nha. Rồi xong, nó hồi xong chết đi mà chắc là người đi này, chạy đâu. Ui, tôi lướt nó bị dính vào tường mọi người. Rồi nè, bố này, rồi cho nó. Ôi tôi xong rồi. Quang Sương hơi sớm rồi, tôi tưởng nó sẽ cho nó dặm vào thôi mọi người. Là nó ulti phát là nó bị cực mất đấy. Rồi lùi nha. Không chơi bút hai đội tại đâu mọi người. Tầm này tôi chưa ăn được bút đâu. Tôi muốn ăn được cái bút hai tại tôi phải lên cấp 12 mới ăn được mọi người. Kiểu lướt né chiêu nó bị giảm đam mọi người. Rồi, bây giờ thì nấp xíu nha. Rồi. Đó. Nói chung là không dám chơi bút hai tại đâu. Rồi, đây bộ này, đánh rồi này, lướt chạy. Trời ơi. Vô đây. Đau thế. Trời ơi. Bút đau thế. Này, vô giết này. Rồi này, lướt qua tường này. Rồi chạy đâu xin mạng nhá. Ôi bút đánh sung vậy. Trời ơi. Rồi ok, nói chung là pha đó tôi thấy mít tôi xuống rồi nên là tôi dình nó, dụ nó qua thôi đấy, hai người nó qua thật rồi. Bây giờ thì di chuyển qua ăn búa nhé. Xem tôi trận này có vẻ đánh khá là ghê, đánh khá là căng nhá. Trận này đem đôi xanh vãi chưởng ha, rát đánh cũng ghê rồi, AD đánh cũng hay nữa. Hỏi ơi, tiếng máy cái này đi bút bẩn. Rồi bây giờ thì ăn con rồng nhé mọi người, ta chỉ ở dưới ăn con tà hần rồi kìa. Đó, ăn con Ryoma nó cướp con tà hần nhá fan. Rồi bây giờ thì đánh con rồng rồi di chuyển xuống dần nhá. Rồi này con ấy nó vào kìa. Đó, nói chung là cứ dừng lại xíu cho ta chỉ ăn cho dễ thôi. Rồi bây giờ thì di chuyển qua đây, bắt. Rồi xong, chạy đâu, tốc biến này. Ui, mày không biết rồi, gian mà còn nguyên combo tốc biến bằng trời nhá. Rồi ok, vô lượng con này nè, rồi chém thường nè, lui nhá, không đánh nữa đâu. Mẹ tôi băng trụ và nó có hai đầu tải nữa là tí nó sốc tôi chết ngược đấy mọi người. Rồi ok, không chơi ngu nhá. Đó, bây giờ thì di chuyển qua đây lấy luôn cái lên đấy, thằng bắt heo nó ẩu kìa. Múc nó. Ui thằng bé bị ảo tưởng mọi người. Rồi giết được không? Họ chuyển giết cho rát rồi. Trời ơi, thằng bé heo bị ảo tưởng nó đi thẳng vào mặt tem tôi mọi người, tem tôi trong khi ba đứa ở trong đó. Rồi đó, nói chung là đẩy lính được lên, không đẩy được cái trụ Vega rồi. Rồi ok, bây giờ thì câu nhẹ lui về nhá. Ui cái hí đái kìa, lui xong nó đái xong thì đánh. Đó. Đó, nói chung là con cái hí nó sửa lại, nó fit lại cái nhà nó giảm sức mạnh mọi người, nó fit lại cái ulti xong mới được hồi chiêu thì nó sẽ hồi ulti đỡ nhanh nha. Chứ mà người biết rồi, cuối game con này nó đái xong một phát là nó hồi ulti mấy giây rồi à, nó đái tù luôn á, mạnh bách là trưởng nè. Rồi ok, đó, bây giờ thì nó sửa lại cái vậy thì khá là ngon nha, không sợ Kahi nhiều nữa. Chứ hồi xưa vậy mọi người thử coi, nó mới dùng chiêu cuối xong tí xíu lại dùng chiêu cuối là mọi người biết rồi, con pháp sư nào cuối game chả vậy, con pháp sư nào cuối game nó bắn cả đầu. Trời ơi. Rồi bây giờ thì ăn con rồng nhá. Rồi chém này, đánh cường này, rồi cứ chém thôi. Tem tôi con bát rồi, tôi bỏ qua con bát với tem nha. Trời ơi, trận này tem bạn đúng bị ép luôn á. Hồi 19-4 rồi, tem bạn không thở được mạng nào á, đúng được booster ăn được 2 mạng đầu thôi. Rồi nhưng mà ăn được mấy mạng lẻ sau nữa coi như là tìm luôn. Rồi ok, giờ tranh thủ lính vào rồi ép đuổi chủ nha. Rồi đánh nè. Ôi thôi lui. Ơi cái bạn thủ ghê quá, có Kahi nó thủ ghê quá. Rồi bây giờ bắt con này lên đầu anh, múc nó. Mày ẩu người con, ẩu. Bổ lại. Ui không tới rồi. Rớt tí nữa là tới là đẹp rồi. Rồi bây giờ thì tranh thủ về lượm nhảy băng quái lấy ít vàng nhá, rồi di chuyển lên cùng tem nữa. Rồi ok, lượm luôn con bờ đỏ này. Thôi tem tôi đúng ép luôn mọi người, 24 rồi, tem bạn không thở được mạng nào luôn rồi, chết luôn riêu mạng. Ui tưởng chết chứ. À đó mà Gidu mà xích trúng gái rồi, xong booster làm gì đấy, trời ơi, giờ riêu ma kìa, giết luôn rồi. Thôi khả năng trận này win đấy đâu. Đó không bây giờ không win nhưng mà tí nữa sẽ win thôi. Tem tôi ép cỡ này rồi thì tem bạn lấy đâu vàng mà chơi nữa. Rồi ok, bây giờ thì lượm cái trụ 2 nhé mọi người. Rồi lính vào lượm thôi. Đó, đập bể này, chấn thường này, đánh thường này. Đánh này, đi nó không kịp đâu. Đấy, bị ảo tưởng á. Rồi, tầm này chắc chắn là phải kết thúc trận đấu sớm thôi. Ui, không quy được rồi mọi người ơi. Xem bạn thủ hết lính rồi. Rồi, bây giờ thì di chuyển ra lượm con lính nhá. À lộn, lượm cái chủ dưới chứ. Trời ơi, nói lộn. Đó, xin luôn 3 đường nhé mọi người. Rồi, bổ này, đánh thương này. Rồi, trời ơi, tem bạn mất 3 nhà lính này rồi, còn bị khó này nữa thì chuyện win là không sớm thì muộn đấy mọi người. Cái cách là tem bạn không thể nào lật được gắn đầu đấy hết mọi người. Cái này nó đâu có vàng đâu. Rồi, cho Gidu blue nhé mọi người, Gidu hết mana rồi. Đó, bây giờ thì tôi tranh thủ tôi qua tôi lượm con tà hần rồi lên di chuyển win thôi. Trời ơi, khả năng trận này tem bạn còn không đánh lại khi không có tôi luôn đấy chứ. Tem tôi 4 đấu 5 luôn đấy chứ còn gì. Rồi, bây giờ ăn tà hần không, rồi di chuyển win nhá. Đó. Đó, ăn lẹ thôi, tem tôi 4 đứa ở trên rồi, tôi vẫn đang ở dưới này ăn lục con đà thần thế này. Rồi, hé này, rồi bình thường này. Rồi, ok, đi chuyển về farm. Ui, combat luôn à. Ăn được không, ăn được không? Rồi, đắt thần thái. Rồi, hồi đấy chưa? Rồi, nó có đúng không? Rồi, ok, khả năng ở này kết thúc đây rồi. Cảm ơn anh em đã coi clip, nếu thấy clip hay thì nhớ đừng quên like và đăng ký ủng hộ kênh tôi nha. Mọi người, bye bye anh em, hẹn em clip sau nha, bye bye.